Kính chào tất cả các quý khách hàng thân yêu của kênh Bonsai Lại Nguyên nha. Xin chào anh Lợi ơi. Mến chào bà con trên mọi miền Tổ quốc đã quay trở lại với kênh Bonsai Lại Nguyên. Tiếp tục hôm nay em làm clip là 534 nha bà con. Thì giao lưu với bà con một số đồ đồng xưa cũ và tranh xưa. Thì em cũng có mới về sưu tầm về, tầm khoảng 30 mặt hàng hôm nay để báo giá cho bà con của mình nha. Đầu tiên hôm nay là mã số là 1Q nha bà con. Đây là một tác phẩm là con rồng xanh nha. Rồng đứng rất là đẹp nha, rồng nhà rồng phun nước. Đây rồng nhã ngọc nha bà con. Chiều cao này em đo là khoảng 36 nha, còn chiều ngang như thế này là 25. Đây, hoành tổng như thế này là 47 nha bà con. Rất là đẹp nha, rồng này nói chung cũng qua thời gian 5 tháng rồi, bà con mình xem nha. Chất liệu là bằng đồng cũ nha bà con, đồng xưa cũ, nặng 4kg. Đây, rất là đẹp. Đây, bên dưới đây nha. Để đây. Rồi, giá giao lưu cho bà con của mình đó là 2.800.000 thôi nha, 2.800.000 đồng. Em bao ship bà con mình toàn quốc luôn nha. Tiếp theo là mã số 2Q. Đây em có về được một cặp đôi bình bông rất là đẹp luôn. Bình này bình bông của tỏi Long Phụng nha bà con. Đây, tích Long Phụng rất đẹp nha. Đều là hai nằm nổi hết luôn. Rồi, chiều cao này em đo là khoảng 29, đường kính miệng là khoảng 8 phân đi nha. Còn hoành bụng như thế này là 55. Đôi này cân nặng 6kg nha bà con, 6kg. Đây, cặp bình của tỏi rất đẹp nha. Đây, chất liệu là bằng đồng nha bà con. Con mình xem đây nha. Hàng bên em bao bà con của mình về kiểm tra hàng mình trước khi mình nhận hàng nha. Đây mặt bên dưới đây 6kg, giá là 3.800.000 cho đôi bình này nha, 3.800.000 đồng. Đến với mã tiếp theo là số 2Q. Đây em cũng vừa về được một con đại bàng rất là đẹp luôn. Đại bàng này là bà con mình xem. Đây hai xòe cánh ra nha bà con. Cái này là tượng trưng cho hòa bình nha, đại bàng hòa bình. Chiều cao này em đo tổng thể khoảng 50, còn chiều sải cái cánh này nha là 52 luôn nha bà con, 52, rất là đẹp nha. Hoành chân đế như thế này là 53 nha, cân nặng là 8,5kg nha. Đây 8,5kg bà con xem mình em rất là đẹp luôn. Đây đại bàng xòe cánh nha, hai cái tay mình bắt lại là tượng trưng cho hòa bình đó nha bà con. Đây mặt bên dưới đây đế đây nha, 8,5kg, giá giao lưu bà con của mình là 6.600.000 nha. Đây 6.600.000 đồng. Em bao ship bà con mình toàn quốc luôn nha. Bên em bà con mình cứ về kiểm tra hàng thoải mái nha. Nhận hàng mình kiểm tra trước khi mình nhận hàng. Đến với mã tiếp theo. Đây em có được một cái đôi cọp nha bà con. Đây một đôi cọp rất là đẹp luôn nha. Đây cọp kim tiền. Đây đôi này cân nặng 8kg luôn nha bà con, 8kg. Chiều cao em đo là khoảng 22. Chiều dài tổng thể như thế này khoảng 48 nha. Đây còn hoành bụng, hoành bụng là khoảng là 29. Đôi này rất là đẹp bà con mình xem. Đây tại cái trên đây nó cái bàn này không đủ nha. Đây con mình xem nha, rất đẹp. Để xuống đất kim tiền nha bà con. Đôi này bà con mình trưng ở nhà rất là ý nghĩa nha. Cho qua năm cũng là năm cọp rồi. Nặng 8kg. Một đôi nha, một con là 4kg. Đây. Rất đẹp nha. Cặp này giao lưu bà con mình giá 4.800.000 thôi nha. 4.800.000 đồng. Rồi em bao ship bà con mình toàn quốc luôn nha. Đến với mã tiếp theo, mã số 5Q. Đây là một đôi chân đèn. Đây gồng quấn chân đèn rất là đẹp, gồng nổi nha bà con. Cặp này á cân nặng 1,5kg, chiều cao em đo 24 nha, đường kính miệng khoảng 8 phân thôi. Đây bà con mình xem hai con gồng nổi rất đẹp nha. Đây gồng quấn luôn nha. Rất đẹp. Để đây. Giá là 1.800.000 nha bà con, 1.800.000 cho cặp chân đèn này nha. Rồi mã tiếp theo số 6Q. Đây một cặp hạt rất là đẹp luôn. Đây cặp này là hạt sông trầm. Bà con mình dùng làm sông trầm cũng vẫn được, hoặc mình trưng đề co cũng rất là đẹp nha, mình trưng trong nhà rất là đẹp. Cân nặng 1,3kg nha. Đây khoảng 1,3kg. Chiều cao này em đó tới 26 luôn nha bà con. Còn hoành chân đế như thế này là khoảng 30. Và bà con mình để trầm hương như đây mình đốt rồi nha. Đây rất là thơm. Chất liệu là bằng đồng luôn nha. Đồng xưa cũ bà con mình xem, rất là đẹp. Đôi này giao lưu bà con mình giá 2.100.000. Đây 2.100.000 đồng em bao ship toàn quốc bà con của mình luôn nha. Đến với mã tiếp theo là mã số 7Q. Đây em có một con ngựa túi tiền rất là đẹp, phía dưới là một nguyên cái túi tiền vàng luôn nha bà con. Đây ngựa mã đáo thành công, cân nặng 3kg nha. Chiều cao này em đo là 23. Hoành đế như thế này, hoành bụng là 41 nha. 41, rất là đẹp, nặng 3kg. Đây ngựa túi tiền. Để đây. Giá giao lưu bà con của mình là 2.800.000 nha, 2.800.000 đồng. Mã tiếp theo số 8Q.
Em có một con cọp, đây cọp đỉnh núi nha bà con, cọp Thượng Sơn rất là đẹp. Chiều cao này em đo là 20, hoành đế như thế này là 39 nha. Đây cọp này cân nặng 1,8 kg, 1,8 kg nha bà con. Đây rất đẹp nha. Giá giao lưu cho bà con của mình là 1.500.000 nha, 1.500.000 đồng. Mã tiếp theo mã số 9. Đây em có về được sưu tầm được một cặp heo rất là đẹp nha, rất là có duyên luôn. Đây bà con mà xem, chất liệu là đồng xanh nha. Chiều cao này em đo là khoảng chừng 7 phân thôi nha. Chiều dài heo là 19. Cặp heo này cân nặng 2,4 kg. Đây 2,4 kg nha bà con. Đây đồng xưa cũ luôn, rất là đẹp. Bên dưới đây nha, mọc đế đây, rất là duyên nha bà con. Giá giao lưu bà con mình đo heo này là 1,6 triệu thôi nha, 1,6 triệu. Mã tiếp theo mã số là 10 quy. Đây một cái ấm rượu hình con cá chép rất là đẹp luôn. Đây, ấm rượu này chiều cao là 19, chiều ngang như thế này là khoảng 16 nha. Tổng hoành là khoảng tầm chừng 32. Chắc lẽ là bằng đồng luôn nha bà con. Cái này thì cân nặng cũng khoảng là 800g nha, 800g rất là đẹp. Hai con cá chép đây. Đây. Giá giao lưu bà con mình 1.100.000 thôi nha. Đây 1.100.000. Đến với mã 11, đây là một cái ấm trà hình con rồng rất là đẹp nha. Đầu rồng quai rồng. Chiều dài này em đo khoảng 18, chiều cao này là 19 phân thôi. Chắc lẽ là bằng đồng luôn. Đây. Bên trong bà con mình xem sạch sẽ không có bao giới nha. Rồng đây rất là đẹp. Bên đây cũng vậy nha. Giá giao lưu bà con mình là 1 triệu đồng nha, 1 triệu đồng cho cái ấm này. Mã tiếp theo là số là 12, 12 quy. Đây em có về được một đôi trâu đồng tử nha bà con. Rất là đẹp nha. Đôi trâu này cân nặng 3,4 kg. Chiều cao này em đo là khoảng 19 nha. Chiều dài 24. Hoành tổng luôn nha bà con là khoảng chừng 38 nha. Rất là đẹp nha bà con. Mình trưng phong thủy trong nhà nha. Kim đồng ngọc nữ. Đây, đế đây, kim đế có hết nha. Đôi này giao lưu bà con mình giá chỉ là 2.800.000 thôi nha, 2.800.000, nặng 3,4 kg. Tiếp theo đến với mã số 13. Mã 13 này em có về được một cái bằng ủi. Đây bằng ủi con gà nha, rất là đẹp, chất liệu là bằng đồng luôn. Đây rất là đẹp nha bà con, hàng này tuổi đời khoảng mười mấy 20 năm thôi. Cái này cân nặng tới 7,4 kg lên nha, rất là nặng nha bà con. Chiều cao này em đo là 24. Hoành tổng cái đế luôn nha, là 65. Nặng 7,4 kg. Đây con mình xem. Đây bên trong cũng có cái dĩ nha bà con, dĩ cho mình để than đó nha. Đây rất là đẹp nha, rồng rất là dày. Đây bên đây là con rồng liền luôn nha bà con. Bên đây là một bên là 12 lỗ, hai bên là 24 lỗ nha. Đây hai bên là 24 lỗ, rất là đẹp nha. Nặng 7,4 kg. Giá 3.800.000 cho bà con của mình siêu tầm nha. Rồi đến với mã tiếp theo số 14. Em có một cái ấm bằng đồng xưa cũ luôn bà con mình xem. Quay là quay cán quay bằng gỗ nha. Chiều cao này em đo luôn quay 19. Hoành bụng như thế này là khoảng 44 nha bà con. Tích là cậu bé cởi con cá chép đây nha. Rất là hay. Đây bà con mình xem đây. Rất là đẹp nha bà con. Đây cái ấm này á thì làm tích liền lạc bà con mình xem. Bên trong không hề có xi măng ba giới nha. Cân nặng là 1,2 kg. Giá giao lưu bà con 1.700.000 thôi nha, 1.700.000 đồng. Mã số 15. Đây em có một cái sông trầm đỉnh con rồng, hai cái quai cũng là hai con rồng luôn, rất là đẹp luôn nha bà con. Hàng này hàng xưa cũ lắm nha. Đây chiều cao này em đo là khoảng 24 nha. Hoành tổng như thế này là 55. Cân nặng 2,9 kg lần nha bà con. Cái này to bự nha. Đây 2,9 kg. Bao bà con mình về kiểm tra hàng chất lượng luôn nha bà con. Rất là đẹp nha. Giá giao lưu bà con của mình là 2.600.000. Đây 2.600.000 cho cái sông trầm này nha. Đến với mã số 16 quy. Đây em có một con ngựa kéo xe, kéo nguyên một cái xe vàng luôn. Bà con mình sưu tầm về nhà, mang tiền tài của cải về nhà luôn nha. Đây chiều cao tổng thể em đo là khoảng 19. Chiều dài như thế này 39 nha bà con. Tổng cái hoành luôn nha, 77. Dài lắm nha bà con. Đây dài hơn hai găng tay của em. Cân nặng là 3,8 kg nha. Đây 3,8 kg. Rất là đẹp nha, hàng này nói chung cũng qua thời gian 5 tháng người ta trưng bày cho nên nó bụi bặm đóng rồi, con mình về rửa vệ sinh giùm em. Đây mặt đế đây, đồng vàng nha bà con. Giá giao lưu bà con mình 2.600.000 thôi nha, 3,9 kg. Tiếp theo mã số 17. Đây em có về được một bộ tranh gốm sứ. Đây khung là khung gỗ nha, tức là tùng trúc cúc mai. Đây bà con mình xem giùm em, khung gỗ rất chắc rồi chất liệu nha bà con. Và bà con mình cứ về kiểm tra hàng nha. Một miếng chiều cao là khoảng 29 thôi, còn chiều ngang là khoảng 16 nha.
Tổng chiều dài là 65, có móc bà con mình treo lên tường luôn. Đây tùng trúc cúc mai rất là đẹp nha bà con. Này bằng gốm sứ. Chanh này là chanh từ Tàu nha, chanh Tàu nha bà con. Đây bà con mình xem. Gỗ rất là cứng nha. Rất là đẹp. 4 tấm bà con mình tết treo lên tường luôn, rất đẹp nha. Giá là 1.600.000 đồng thôi nha. 1.600.000 em bao ship bà con mình luôn nha. Rồi, tiếp theo đến với mã số 18. Đây một cặp đèn quy hạt. Đây chất liệu bằng đồng. Đây rất là đẹp nha bà con. Chiều cao này em đo là 57. Quanh con quy gồ ở dưới là khoảng 40. Đây những cái đó hoa sen này bà con mình có thể về gặn ra vệ sinh được nha. Đây rất là đẹp. Đôi này cân nặng á là 4 kg 7 luôn nha bà con. 4 kg 7. Đây mặt bên dưới đây, con mình xem đi nha. Không hề có xi măng ba giới. Giá giao lưu bà con mình đôi này chỉ là 2.800.000 thôi. 2.800.000 nè. Đây nặng 4 kg 7 nha bà con. Rất là nặng. Rồi tiếp theo mã số 19. Em có một cái hũ chiêu tài hút lộc. Đây con mình xem, 4 con thiềm thừ nha, ngậm su. Chiều cao này em đo là 19, đường kính miệng là 10 phân. Còn hoành bụng như thế này là 55. Cái hũ này lớn lắm nha bà con. Nặng 2.2 kg lần nha. Bà con mình về mình đựng xu hoặc là đồng tiền vàng vô đây đi nha. Cho mình trưng ngay bàn công địa. Họ mang tính chất phong thủy nha bà con. Rất là tốt nha, rất là dày, rất là nặng. Giá là 2.200.000 nha, 2.200.000 đồng. Mã số tiếp theo, mã số 20. Đây là một tác phẩm. Đây là một cái mâm, mâm củ lông chín gồng nha, mâm mình treo tường. Bên đây là 9 con gồng, xung quanh này là 12 con giáp nè nha bà con. Một cái mâm này đường kính là 52 nha. Đây. Cân nặng 1.2 kg, bà con mình về mình treo lên tường rất là đẹp nha. Có móc bà con mình treo tường luôn. Đây, mâm đồng dập nổi nha bà con, móc treo tường. Giá giao lưu bà con mình là 1.100.000 đồng nha. Em bao ship toàn quốc luôn, 1.100.000. Mã số 12 em có sưu tầm được một cái hộp ốc là xà cừ nha. Cho bà con của mình về mình trưng bày, mình trưng đề co cũng được nha bà con. Rất đẹp. Ốc xà cừ này chiều dài khoảng chừng 22 thôi, chiều ngang một lấy khoảng 13. Bà con mình về mình làm những cái gì rất là đẹp nha. Đây ốc xà cừ. Giá là 400.000 nha. Cho hộp ốc này nha bà con, 400.000 đồng. Mã tiếp theo số 22. Đây là một tác phẩm là con cốc thiềm thừ nha. Ông cốc này thì cân nặng tới là 5.9 kg nha bà con. Đây 5.9 kg trên lưng có thỏi vàng. Chiều cao này em đo 19. Hoành đế như thế này là 68 nha. Rất là nặng. Đây mình trưng phong thủy nha. Trên đầu không có cái hình bát quái nha bà con. Giá là 2.800.000 thôi nha. Đây 2.800.000, nặng 5.9 kg nha bà con, rất là nặng nha. Tiếp theo. Đây đến với mã số 22. Ở 23 nha. Một tác phẩm là đôi bình hồ lô long phụng nha bà con. Đây em cũng mới về sưu tầm về được cặp này nha. Đây, con mình xem rất đẹp. Chân mình trưng trong nhà rất là đẹp, phong thủy rất là tốt luôn. Chiều cao 18 nha. Hoành bụng thế này là 30. Đây cặp này thì cân nặng cũng khoảng 1.5 kg thôi, tầm 1.5 kg trở lại nha. Đây mặt kế đây. Đây rất đẹp nha. Một cái là 800 nha bà con. Bà con lấy một cái là 800, một cặp là 1.6 kg. Đây một cặp là 1.600.000 nha. Rồi mã 24. Đây là một tác phẩm là con cọp. Đây cọp thỏi vàng. Tính trên nguyên cái thống tiền thỏi vàng lớn luôn. Chiều cao em đo là 20. Hoành đế thế này là 40 nha. Đây cọp này cân nặng 2.3 kg đi, 2.3 kg nha bà con. Mà con mình tú cọp mình sưu tầm nha. Trong bộ 12 con giáp. Lâu năm nó bị bám bụi đây nha bà con. Bà con mình về chà rửa vệ sinh giùm em. Giá giao lưu cho bà con của mình 1.500.000 thôi nha. Nặng 2.3 kg. Đến với mã số 25. Một cái ấm hùm hình con chim phượng rất đẹp nha. Đây chiều cao đem đó là khoảng 13 đi. Chiều dài này là 15. Ấm trà nha bà con. Hình con phượng đây. Hoa văn vẽ liền luôn rất là đẹp. Đây đồng nha. Giá chỉ là 900.000 cho bà con của mình thôi. Sưu tầm thôi nha, 900.000. Tiếp theo đến với mã số 26. Đây em có vừa về được một cái đôi tỳ hưu nữa nha. Rất là đẹp. Đây tỳ hưu kiếm nha bà con. Đôi tỳ hưu này nặng là 3.4 kg. Đây 3.4 kg nha. Này mình giữ tiền cho gia đình gia chủ mình nha bà con. Chiều cao em đo là 14. Chiều dài như thế này là 24 nha. Đây to bự nha bà con. Đế đây. Rất đẹp nha. Một cặp. Con mình xem. Có một đế hết. Đôi này giao lưu cho bà con của mình giá là 2.200.000. Đây nặng 3.4 kg nha. 2.200.000 đồng. Mã tiếp theo là mã số 27. Em có một cái đồ gạt tàn thuốc nha. Chất liệu bằng đồng. Hàng này đồng mới bây giờ. Đây, chiều cao em đó là 4 khoăn, đường kính miệng là 11 nha. Này thì có sam báo bà con mình vậy yên tâm luôn. Một đế đây, đồng nó rất là mịn ấm.
rất là to nha. Đây cũng nặng lắm nha bà con. Đây, con mình nghe tiếng đồng là biết có thanh nha. Bao bà con mình xài vĩnh viễn đời đời luôn. Nặng thì tầm khoảng là 700g thôi, giá 1 triệu đồng nha. 1 triệu đồng bao ship toàn quốc. Rồi, mã tiếp theo số 28. Đây em có về được một đôi. Đôi này tuần lọc nha bà con. Để đất lên rồi. Căn ký đi rồi để đất lên cho nó đứng vững nha. Trên cái căn. Đây, cái căn chỗ này nó không đứng vững luôn nha. Đôi tuần lọc này nặng cũng khoảng là 3,5 kg nha. Đây em để cho bà con mình xem. 3,5 kg. Rất là đẹp nha, một con đực và con cái nha bà con. Một con đố độ mão hết luôn nha. Con cao này chiều cao là em đo là khoảng, đây chiều cao này em đo là 34, chiều dài như thế này là 20. Rất là đẹp, nặng 3,5 kg. Đôi này giao lưu bà con mình 3,8 triệu nha. 3,8 triệu đồng. Đây quà một con, có hai con độ mão hết nha. Đến với mã tiếp theo số 29 đây nha. Em có về được một cái cây này là cây dao mèo của người dân tộc. Cái này người ta bọc đồng, còn đây là sừng trâu. Sừng trâu luôn nha bà con, bao bà con mình luôn nha. Chiều dài em đó là 55 nha, còn chiều ngang như thế này là khoảng 12. Rất là đẹp, mình trưng phong thủy trong nhà hoặc là mình trưng decor, mình có thể đi vườn đi tược, mình làm rẫy nha. Giá là 1,6 triệu nha bà con, 1,6 triệu. Và đây là mã số cuối clip hôm nay là một cây quạt quê hương bằng đồng dập nổi treo tường nha. Chiều cao này em đo là 66, chiều dài tổng thể như thế này là 120. Quạt này nặng khoảng 2,2 kg trở lên, tích là đồng quê, đây công nông 4 mùa. Cây đa đầu đình, ông cụ đi đây nha, những đứa trẻ đây coi câu cá. Đây, câu cá này nha bà con, cậu bé ngồi chân trâu rất là ý nghĩa nha. Có giá là 3,1 triệu đồng, bao ship toàn quốc luôn nha. Và đây cũng là tác phẩm cuối clip hôm nay. Bonsai Lại Nguyên xin mến chào bà con. Mến chúc bà con thật nhiều dồi dào sức khỏe nha. Trong lúc thời gian quay clip có điều chi sai sót, rất mong bà con mình thông cảm. Và cũng xin mến chào, hẹn lại clip tiếp theo ạ. Trân trọng kính chào và tạm biệt quý bà con nha. Hẹn gặp lại quý bà con vào clip trưa ngày mai nhé.